Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Himaya dhammanu dhammapadipattiya buddhang pojemi. Himaya dhammanu dhammapadipattiya dhammang pojemi. Himaya dhammanu dhammapadipattiya sanghang pojemi. Con đem hết lòng thành kính lầm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa chân biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì khuyên giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy dòng đi hôm nay trả lời với câu hỏi của anh giả liên quan với sự thật thực tập ở trong khóa thiền. Câu hỏi thứ nhất của một vị hành giả hỏi: nhà sư chuyển đến ngài câu hỏi của thiền sinh như sau: bạch ngài, trong khóa thiền tích cực này, một, con có nên niệm cái nền quán 32 thể trược như xương, thịt, da, đòm, máu, mẫu, răng, móng tay, phân, nước tiểu không? Niệm được, nhưng mà niệm trước. Niệm trước mình sạch. Thì nói là những đề mục vì có thể niệm trước được. Nhưng mà niệm trước, mà trong lúc mà bắt đầu ngồi thiền minh sát thì quý vị không có niệm nè, vì đã qua minh sát rồi. Vì 32 thể trược vừa là thiền định vừa là thiền quán. Và 32 thể trược này chung cho hành giả, có đặt tánh nào cũng niệm được. Vì vậy ai cũng niệm Phật được. Vì tượng Phật là chung, đặt tên nào cũng niệm được. Hai, niệm tâm từ, tình thương cũng cho được bất cứ ai. Thứ ba là niệm 32 thể trược này, ai niệm cũng được, nhưng mà phải niệm trước thiền quán. Rồi thứ tư là niệm sự chết, ai niệm không được, nhà phải niệm trước. Như vậy có thể bỏ một vài phút. Nếu quý vị đã quen từng thực tập, thì quý vị niệm trước đôi ba phút được. Thứ nhất, câu thứ nhất, quý vị niệm được không chưa ngại, mà niệm trước thiền quán, cũng như là một ngày vì có thể niệm một lần đầu tiên và kéo đó luôn luôn đó là minh sát vipassana. Hai, ngài dạy còn thế nào để cho có thể tăng thêm sự kham nhẫn lúc ngồi thiền với cơn đau. Kham nhẫn thì quý nghĩ nói thiền đã cúng dường Đức Phật, bây giờ có gì cúng dường
Đức Phật dạy là cúng dường bằng cách hành đạo, hay rất là quý, cúng dường bằng cách cao thượng. Như vậy như vật, tứ vật dụng, thầy không cao thượng bằng cúng dường pháp. Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà khi quý vị ngồi thiền Vipassana, thì mình sẽ vì sẽ kinh nghiệm ba pháp ẩn. Một là vô thường tướng, thì thấy thay đổi. Và đi trong sâu thay đổi đó có cái sự khổ. Đó là cái gì kinh nghiệm. Và ban pháp ẩn thứ theo như vậy. Và trong sự khổ quý vị thấy bất lực. Không có ma ngã, không linh hồn. Nó là thiền quán. Bây giờ tham nhận điểm nào? Tham nhận điểm mà khó chịu, khổ. Thế quý vị có thể cố gắng nhận lại. Nhận lại đau thôi. Cái sự nhận lại niềm tin với sức của mình. Nhận lại với sức của mình, có thể nhận lại được. Thường thường tâm chúng ta hay bị thối chí, ngã lòng trước những sự đau sinh lên, thọ cho không có dịch cảm giác. Thì cúng dường Đức Phật chỗ nào mà cao thượng nhất, mình kiếm gì? Cúng dường bằng giới, ngũ giới, ba quan trì giới, thập giới, 237 giới, cúng dường rồi, giới, cúng dường định. Định như thế nào? Định là tâm không suy nghĩ. Không suy nghĩ chuyện quá khứ, tương lai. Khi mà không suy nghĩ ra là tâm định. Nhưng mà khi chúng ta tập thiền hồi nào tới giờ, chúng ta không đạt tới tâm định, đôi khi chưa tập hoặc bắt đầu tập, mới bật giới tới định. Thì trong lúc đó, chúng ta chọn một đối tượng, ví dụ hơi thở, là sắc pháp thân. Nhưng mà khi chúng ta niệm, niệm thân, thì tâm chúng ta không nghĩ, tâm chúng ta ở trong thân. Với khi tâm trong thân thì do chánh niệm ghi nhận hơi thở. Nói mà hơi thở công độ cho hành giả hiểu. Nếu thay thì hơi thở thay đổi và đã khổ trong đó rồi. Này. Nhưng đôi khi quý vị không lãnh hội được cái sự đau khổ của hơi thở, thay đổi của hơi thở, thì quý vị sẽ thấy những đối tượng khác ở trong thân thôi. Với ngũ vận sắc rồi thọ, như vậy cái thọ nó ở trong thân, thuộc về phần tâm. Thì thân với tâm trong lúc này đối tượng của thiền minh sát. Như vậy khi quý vị niệm rồi đó, niệm thân thôi. Khi niệm thân đó chúng ta tâm định, không suy nghĩ, chút tâm này hơi thở. Chắc chắn là tâm chúng ta không suy nghĩ, không, mới niệm thôi. Hồi nào tới giờ chúng ta ở trong một thế giới của sự suy nghĩ, của tưởng, thế giới của tưởng. Bây giờ chúng ta không tưởng, không tưởng sai lầm, tưởng theo lời của Đức Phật dạy, quán thân bất tịnh vân vân, quán thọ thì khổ. Đó, quý vị thường thuộc lòng. Nhưng mà quý vị sẽ thấy thân, và trong lúc thấy thân quý vị cũng thấy được tâm. Cái tâm đặc tánh của biết, biết thân. Nhưng mà biết thân quý vị thấy kinh nghiệm không? Chưa rõ dài dạng, quý vị thấy tâm rõ, rất là rõ.
tâm đi, tâm suy nghĩ. Đấy. Và bây giờ tâm suy nghĩ quý niệm cũng được. Thở vô thở ra niệm, chú tâm nơi bụng, cảm giác căng với động trung. Không tay, không tâm tay niệm. Và một sẽ thấy phong tâm nó bớt và cái mắt rồi cũng trở lại với thần. Thầy ngồi vẫn cái thọ nó cũng bắt đầu nó đưa lên. Tôi thấy bản chất của nó là một vẫn. Hồi nào tới giờ chúng không thấy. Và do Vipassana gọi là thiền đó. Đỉnh. Thì cái đỉnh này đã sát na định. Nhà sát na định nó phát sinh trí tuệ và đại chánh tư duy. Thầy vì vậy đó quý vị mới thấy cái tâm phóng. Vì từ tâm phóng thì thấy cái khác, thấy cái thọ nó cũng sanh lên đâu đó thành. Hồi nào tới giờ chúng ta đâu có để ý. Buồn lo, trầm cảm, căng thẳng. Bây giờ quá khứ chúng ta không truy tìm tương lai cũng ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại, danh sắc, danh pháp, sắc pháp. Hãy theo dõi tới những sắc pháp cũng thấy, bắt đầu danh pháp cũng thấy, thấy tâm suy nghĩ. Thọ sanh lên. Thế cái thọ này nè quý vị sẽ có đối, có một cái đối xử cho nó. Một à, trước khi hành giả muốn niệm, niệm hàng cách nào, trước khi có ba vài thái độ đối với nó, hai thái độ. Một là niệm đau đau, mong cho đau này nó mất đi. Đây, khi nghĩ như vậy bắt đầu nó tham đạo vào rồi. Muốn niệm niệm làm sao cho tham này nó mất đi rồi, nó đã chen vào rồi. Đó là gọi là tham nhảy vào. Thứ hai là cũng sợ đau chết tay chạy không ta. Đây còn là một sự sân, nó sân lên nữa. Hai thái độ này hành giả cố gắng tin. Như vậy tiện như thế nào? Đã thấy cảm giác là cảm giác. Cảm giác là cảm giác. Cảm giác là thọ. Thì chỗ này quý vị phải hết lòng cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Mà khi hành đạo của quý vị niệm Vipassana, minh sát tuệ, quý vị thấy kinh nghiệm ba pháp ấn vô thường tướng thay đổi, thay đổi. Hơi thở này, rồi tâm phóng này, kia đưa tới thở. Thì trong cái lý của Đức Phật dạy tưởng, Anicca Sanya, tưởng vô thường. Anicca Dukkha Sanya, trong vô thường vì sẽ thấy khổ. Dukkha Anatta Sanya, trong khổ vì thấy bất lực vô ngã. Thầy luôn luôn ba pháp ấn này nó sinh lên đúng việc. Như vậy cái đau này không phải là bệnh, không phải là chân bệnh. Tâm thân nào không bệnh. Vì vậy quý vị mới ngồi, quý vị mới niệm, mới nguyện là theo dõi khóa thiền ở nhà và tại đâu. Nếu giờ các pháp không về mà thì thấy thay hết thầy. Thân thờ tâm bá là ở khắp pháp gì? Thay đổi là khổ. Hay đêm này đúng, chúng ta phải cố gắng mà chấp nhận. Ôi thọ, cảm giác đó. Bây giờ chánh niệm, chánh niệm là ghi nhận và tâm trú ở nơi đó, nơi thọ, chỗ đó là cảm giác. Không nghĩ tới chân, nếu nghĩ tới chân là tục đệ. Nếu vì nghĩ tới chân á, chân đau thầy bao giờ vì không bao giờ hết đau. Vì quý nghĩ là chân. Và hồi nào tới chân, chân tôi thường. Hôm qua tôi nói chân, đời sống tôi nói chân. Và ngày mai tôi cũng dùng chân. Bây giờ nó đau chân của tôi rồi. Đau này đó là được chi phối. Và nếu quý vị gặp trường hợp có suy nghĩ chen vào như vậy, quý vị sẽ thấy như thế nào? Dukkha dukkha. Mà dukkha dukkha. Dukkha dukkha tạp. Thấy khổ. Khổ có thân rồi, khổ có tâm, lây qua khổ, khổ tâm khai triển. Này, thì với Đức Phật nói thọ có ba thôi.
khổ thọ lạc thọ, khổ thân, khổ và lạc thôi, thân này khổ lạc do cái vô nhân, quả của vô nhân trong quá khứ. Thiện thì lạc, bất thiện thì khổ. Như thế nào Phật đây niệm, ghi nhận niệm, cho thấy thọ, thọ là thọ, thọ là cảm giác. Như vậy quý vị không còn thấy chân, không còn thấy tai, thấy chẳng khác việc quý vị chú tâm nơi bụng, nơi mũi. Bụng mất rồi nhưng sự chuyển động vẫn còn, bụng mất chuyển động. Như vậy quý vị thấy đặc tính bản chất của sắc pháp đó là một cái di động, chuyển động, càng di động rồi. Nếu quý vị quán thấy như vậy thì cái thọ cũng vậy. Tai mắt chân chắc không phải là thịt đau, xương đau, da đau, thịt đau, xương đau, quỷ đau. Hoặc quý vị phải đi sâu, vipassana xuyên thấu. Đi sâu, thì chỉ còn cảm giác. Và nếu cảm giác gọi là các pháp của quý vị, nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt thì cũng như hơi thở, cũng như năm, hết năm thì tháng, hết tháng, ngày hết ngày, giờ hết giờ, phút, giây. Ví dụ giây nó rất là nhanh, giây, thấy cái thọ nó cảm giác là một sức mạnh. Và nếu chúng ta không có thọ, chúng ta chết. Không có ai sống với bạc, bốn vận, ba vận, phải sống với năm vận. Nếu cái thọ là một cái nghị lực ở trong thân, chẳng khác thì người ta tìm thấy là điện lực vậy đó. Như vậy không điện lực làm sao chúng ta sống trong một đời văn minh như vậy. Nếu chúng ta phải chấp nhận đây, cái chỗ này là con xin cúng dường đích thưa con bằng cách hành đạo. Thì trong thời pháp đầu tiên Đức Phật đã dạy khổ cần phải thấy, ái phải diệt, nhất là phải đạt được đạo, phải hành. Như vậy khi quý vị ngồi thiền thì quý vị thấy gì? Thấy sanh, thấy già, thấy đau, thấy chết không? Đó là tưởng. Chỉ coi lại cái thân của mình như thế, chỉ các pháp của quý thôi. Rồi lấy các pháp của quý là một cái sự sanh diệt của các pháp của quý, một sự sanh tử của danh và sắc, tiếp tục không ngừng nghỉ. Ở đời người ta đâu có thấy như vậy, không? Đau tai, đau tim thì là đau thật. Như vậy hành giả đau này không phải là bệnh, trái lại là sự thay đổi của danh pháp ra sắc pháp, tiếp tục như vậy là sắc bất ly, hay là tổng hợp sắc là như vậy. Như gây thấy thọ. Hay chỗ này quý vị, ôi, đúng quá, xin cúng dường Ngài bằng cách hành đạo. Vậy đó thôi. Trường hợp mà sư đã gặp như quý vị vậy đấy, quý hỏi này, sư đã gặp rồi. Như là trong lúc sư hành thiền và thầy sư, ông thấy sư bất lực, thấy thầy nghe nói là sư hành thiền tam bảo trên hết thời nãy, xin cúng dường đi thưa tông bằng cách hành đạo. Rồi tam bảo trên hết. Bây giờ nó thọ sinh lên cảm giác. Và sư hỏi coi thọ này thường hay là không thường. Vậy đó. Để thầy hỏi nè. Mình tao hỏi thường không? Như thế. Nó không có thường. Và không có thường khổ. Vậy đó. Không có thường khổ. Mà phải của mình không? Thầy sẽ nói. Hỏi nó coi. Phải của mình không? Mà nếu của mình được á, thì tự nhiên mình biểu nó được đó, mà không phải của mình. Nó là thọ nó đau cho đó đó, mình thấy ôi nó đau cho đó, nó thọ đó. Bây giờ con xin cúng dường đức ta tông bằng cách hành đạo. Ôi thấy con xin cúng dường trong lúc này nó ở chỗ đó rồi, đưa tâm lên tam bảo ra đến này cúng dường ngay. Bây giờ nó ở chỗ đó rồi hả, biểu không được. Ôi ai quệ suy duyên đa, vô thường khổ ngã tây rằng rằng. Đấy. Thay cho điểm này, nó cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo. Vậy cũng việc cúng dường thấy gì? Ngồi thấy gì bằng chứng? Mà việc cúng dường.
Thế Đức Phật là nói sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, khổ thật á. Vì có kinh nghiệm cái đó không? Sanh rồi qua rồi. Bệnh, nó có thấy bệnh. Nó đã bệnh trong đó, có gì đâu có thấy. Nên đó, già có gì đâu có thấy được. Vì nó quá nhanh đi. Nhờ vậy mới thấy cả Phật. Cái này là công dường Đức Phật và Phước Nhất. Thay chỗ này chúng ta phải ráng tham nhận để mà cúng dường Đức Phật rồi. Và Phước Nhất. Thế chỗ đó là có cái gì đấy? Để ngồi thiền. Bằng chứng gì quý vị cúng dường Đức Phật? Đức Phật nó cúng dường ta bằng cách hành đạo. À, rồi Ngài nói đạo như thế nào? Đạo đế như là phổ đế, à, diệt đế, hộ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Giờ đang ngồi đạo đế đang hành. Như vậy cái các pháp gì nó xuyên thấu. Xuyên thấu nó đau như vậy. Không biết trong lớp nào đau đi chừng. Trời ơi, nếu mà ta ngồi trong nhà thương, nằm trong nhà thương, đó là đau thật. Đấy, cái nào đó có đau thật. Đau thật không? Suy nghĩ một chút, chánh tư duy một chút là thấy riêng vô thương khổ. Không phải của tội, không làm chỗ được. Vậy tôi làm gì? Nó thôi. Nó là nó. Vì vậy, giá thà phụ tạc. Sự thật nó là như vậy. Do sự thật nó là như vậy. Nó vô nó ra, biểu nó không được. Nhưng nó vô nó ra nhận mà trà. Mà xà. Vậy đó. Đấy. Bất thường vô ra mà. Nói thật, bữa nay sư phải sư. Lớn tuổi. Vậy là đó áp huyết nó thấy xuống, nó thấy mệt, nó tìm thấy huyết áp nó xuống. Vậy là quý thầy, đây quý chưa gặp trường hợp này, trường hợp người già đâu, người già khổ á, quý ngồi đó vậy khổ đó, không phải khổ già, nó là khổ của trẻ mà thấy pháp phụ quý cúng dường chỗ này các phước nhất rồi cảm nhận, xin cúng dường đi thôi bằng cách hành đạo chỗ đó là thấy các pháp hiểu rồi. Câu hỏi của một hành giả. Có hỏi thứ nhầy. Kính xin sư chờ. Dạ, khi con có sự chánh niệm liên tục thì lúc bắt đầu đi ngủ, lúc lên giường ngã lưng xuống giường, con chợt thấy hiện tượng như cái tâm ngoài cái thân và nó thấy cái thân nằm xuống ngoài chỉ trong tích tắc. Như vậy con ghi nhận thân tâm không rời nhau nữa và có sự xúc chạm lưng và niệm, rồi con thấy ngộ và con ngủ nhưng lại rất tỉnh nghe những âm thanh và biết vài chuyện xảy ra bên ngoài, rồi con từ từ biết mình thiếp sâu vào giấc ngủ. Bên xin Ngài từ bi giải đáp cho con. Ngưỡng mong Ngài thân luôn khỏe an lạc để mãi là cội Bồ Đề, là bông mát cho chúng con nương tựa. Đây là một cái kinh nghiệm chỉ trong năm á. Đây vài ngày à, khi con có chánh niệm rồi, khi con có chánh niệm liên tục, một hành giả có chánh niệm liên tục bắt đầu đi ngủ. Có chánh niệm liên tục vậy, bây giờ tới giờ ngủ bắt đầu đi ngủ. Giải thích. Lúc lên giường ngã lưng xuống giường này, con chợt thấy hiện tượng như cái tâm ngoài cái thân. Nó lại lên giường ngủ mà nó lại thấy một cái hiện tượng lạ. Hiện tượng lạ như thế nào? Mới giải thích hồi nãy, hiện tượng như cái tâm ngoài cái thân này, như cái tâm ngoài cái thân. Như vậy quý này thấy được cái thân, thấy được cái tâm. Trong khi mà ngồi thiền này kia có sự cố gắng, và cố gắng này khiến cho lúc một cái sự căng thẳng,
không thấy được rõ tâm. Nhưng mà khi vị này hành giả này mệt mỏi tới giờ nghỉ, mới là ngã nằm xuống chỉ trong tích tắc một vài giây, ghi nhận chánh niệm mà có thân tâm không rời nhau, thân tâm thấy thân tâm không rời nhau, như vậy này gọi là thấy được danh sắc, thấy tâm thân không không rời nhau, thấy được danh sắc này vì không rời nhau thân tâm, rồi làm sao thấy đây là chánh niệm liên tục đã có rồi, mà khi nằm nghỉ chánh niệm vẫn làm việc, thay chánh niệm này khiến cho chánh tư duy chánh kiến thấy được thân tâm này. Một cái đây là một cái kinh nghiệm, một cái chợt thôi nè, một tích tắc thôi là thấy được gì. Qua cái sự xúc chạm lưng hòa niệm rồi còn thấy ngộ ngộ, còn ngủ nhưng lại rất tỉnh. Đây cái rất tỉnh nghĩa là chánh niệm vẫn làm việc rất tỉnh. Nghe những âm thanh và biết chuyện xảy ra bên ngoài, đây là đối tượng ở ngoài, âm thanh ở ngoài cũng bắt được âm thanh này, vì nó tới cũng là nghe ngoài, và từ từ biết mình thiếp thiếp sâu vào giấc ngủ rồi, một giấc ngủ với thiền rồi rồi đấy. Ok được thì các nếu mà có trường hợp như vậy mà không phải thấy vậy nhưng mà bất chợt như vậy, đó là gọi là thấy được thân tâm, thấy được danh sắc. Con ngưỡng mong ngài thân luôn khỏe an lạc để mãi mãi là bồ đề, là bông mát cha chúng con nương tựa. Đây là câu hỏi thứ hai rồi của một vị thiền sinh. Câu hỏi thứ ba, bắt ngài trong khoảng thiền tích cực này, một con có nên niệm ôm hồi nãy rồi 32 thể được này, có giải thích rồi, có giải thích rồi cái câu hỏi này. Rồi câu hỏi kế, đây là câu hỏi của một thiền sinh trong lúc giờ trần pháp nhà sư truyền đến. Bạch ngài, con còn nhớ cách đây cách đây 20 năm ngài dạy tụi con niệm vọng, niệm vọng vọng hai đầu gối, niệm sao này vọng vọng thế. Dạ, niệm vọng vọng. Vọng. Dạ. Niệm vọng vọng. Hai đầu gối, hai chỗ động của mông xuống sàn. Như vậy thì sẽ dùng trong trường hợp nào? Kính lễ ngài. Ôi, cách đây 20 năm sư có hướng dẫn niệm. Vọng vọng. Cũng như vòng vòng thân này này, hai đầu gối, hai chỗ đụng của mông xuống sàn. Ok, sao vậy sư? Thêm cái điểm đụng nhiều, lúc khi trường hợp hành giả ghi nhận đây bằng phần thẹt, nhưng hành giả hơi thở của hành giả lâu, hơi dài, rồi khi mà nó phòng hết rồi, rồi sẽ không thấy phòng nữa. Thầy trong đó hành giả hay bị suy nghĩ, vì nói sẹp 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 mà không thấy sẹp mà hết rồi. Thầy trong khi mà hết không theo dõi diễn tiến của cái sẹp này, bắt đầu tâm có cơ hội biết, nó đặt tên nó là biết suy nghĩ, nhưng mà bạn cũng biết suy nghĩ cái gì. Đấy.
Thì trường hợp đó rất là nhiều, thiền sinh hay nhiều. Sư mới hướng dẫn là khi quý vị chú tâm nơi bụng và thấy sự gián đoạn cũng như phần phòng, rồi hết phòng không thấy sẹp, thấy quý vị ghi nhận là đụng rồi. Và nếu sẹp thì nếu mà sẹp sẹp hết hết sẹp mà không thấy sẹp nữa, cái gì niệm tâm suy nghĩ liền, sư mình gọi là đụng. Như vậy có thể là phòng phòng cứng, sẹp sẹp cứng, phòng phòng cứng, sẹp sẹp cứng được. Hay là động, động là cứng, đồng nghĩa với nhau. Cái anh giả dùng cái đó. Trường hợp tới phòng, rồi mau sẹp, phòng rồi sẹp, không ở lâu, phòng rồi sẹp. Đó lại sẹp mất lâu nè, sẹp mất lâu. Thầy chỗ nãy xưa mới, quý vị nói, phòng sẽ ngồi động đầy vừa hai nhịp, phòng sẽ hết sẹp rồi, ngồi vì đã ngồi ngồi thẳng động. Như vậy cái động này này sư đôi khi sư hướng dẫn nhé, có thời gian quý vị để đầu gối, đầu gối mặt, phòng sẽ chú đầu gối mặt ngồi động rồi, rồi phòng sẽ đầu gối trái ngồi động. Như vậy khi mà ngồi đụng, bắt đầu nó phồng ra lại theo dõi phòng sạc, thời gian sạc, phòng kéo dài, ngồi đụng. Đây, điểm đó là sự hướng dẫn lại như vậy đó. Này, nếu quý vị có gặp trường hợp gián đoạn ở đầu phòng hay là ở cuối sạc vậy đó, thì quý vị niệm thêm đụng. Đụng nghĩa là cứng đó, cứng là đụng. Thì hướng dẫn đó là như vậy đó, hai điểm đụng của mông xuống sàn thì đó đó là ngồi đụng đó. Thầy quý để bên mông mặt một chút, mông trái để quý có sự tỉnh thức cố gắng đó là cái hướng dẫn quý bằng cách đó có xuống sàn. Như vậy thì sẽ dùng trong trường hợp nào sư mới giải thích hồi nãy? Trường hợp gián đoạn. Gián đoạn nghĩa là phòng sẹp nó gián đoạn, không có liên tục. Nếu phòng sẹp thì đầu tiên tôi nói quý niệm phòng mà sẹp đều. Nhưng đôi khi phòng hết phòng thì đã sẽ nói là đúng đó. Và sẹp lâu nữa, sẹp mới chết thấy phòng. Thầy cho này mà ngồi động. Thầy ngồi động vì muốn để tâm chỗ nào không được hết. Này, thì ngày mà xưa ngài giải thích sáu bảy điểm nè, như vậy đáy lưng phòng sẹp ngồi động nha. Và nếu trường hợp không có thấy phòng sẹp ngồi động, để trong ngoài lưng ngồi động rồi xuống hai mông mặt, mông trái ngồi động, đầu gối mặt, đầu gối trái ngồi động tự do. Đây là kệ thuật thời làm sao hướng dẫn hành giả có sự ghi nhận tỉnh thức này. Đó là chú giải thôi, mỗi hành giả gặp trường hợp thì chỉ thêm là như vậy đó thôi. Cho thường thường các ngài đấy, phòng sẹp đó là thường, còn nếu thêm vậy đó, hành giả phòng sẹp hơi gián đoạn mới thêm điểm này. Bây giờ cái kế nữa là cái câu hỏi của một hành giả mô Phật chỉ dạy học đi bát ngày trong khoảng thiền tích cực này con ở có rồi này có cũng có câu hỏi này rồi sáng nay đây này sáng nay khi tọa thiền con đã phấn đấu trải qua sự buồn ngủ vừa pháp buồn ngủ thức dậy đi học giải thích thì qua sự buồn ngủ vừa pháp thức dậy đi học, con ơi của ngài chạy dẫn học và trước khi cảm nhận được một luồng khí mát loan tỏa trên trán của con
báo hiệu sự tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ. Con đã nghe thấy âm thanh của bác đồng Thinking Pro bác đồng quang quanh từ lỗ tai phải qua lỗ tai trái tầm 10 tới 20 giây. Bạch ngày đó có phải là sự vận hành của phong đại trong tiềm thức hay không? Hoặc đó là hiện tượng gì? Xin Ngài giải thích. Con xin hết. Nay sư đọc lại. Hồi sáng nay sư có giải thích thiên và con đã phấn đấu trải qua sự buồn ngủ dựa pháp. Thức dậy đi học con ơi. Của Ngài chỉ dẫn hôm qua. Và trước khi cảm nhận được một luồng khí mát loan tỏa trên trán, đó là kinh ngạc của con báo hiệu sự tỉnh thức khỏi cơn buồn ngủ. Con đã nghe thấy âm thanh của bác đồng Thinking Flow. Bác đồng là bác cái chuông Thinking Flow. Quan quanh từ lỗ tai từ lỗ tai qua lỗ tai trái tầm 10-20 giây. Cái đó có nghe thật không? Đây là một âm thanh xảy ra một tiếng chuông hay là nghe thật? Nghe tiếng chuông bát ngày. Đúng rồi, bát ngài có phải là sự vận hành của phong đại trong tiềm thức hay không? Cái tiếng chuông cái, không có thiệt. Tiếng chuông. Cái này là tiềm thức. Tiềm thức là cái tiềm thức trong cũng như tiềm thức giống như trong giấc ngủ. Tiềm thức. Cái này nói về phong đại thì được. Gió, âm thanh. Nghe được âm thanh nó có nguyên nhân của nó, có duyên của nó. Thứ nhất, hành giả tai không có điếc. Thứ hai, có âm thanh. Thứ ba, không có gì che. Cũng như nếu bây giờ ở trong thiền đường này nó có cửa hết, âm thanh ở ngoài không có nghe được. Và nếu trống trải thì ngài đừng thành. Như vậy luồng gió mới đưa lại âm thanh đường đại. Thứ tư, quý phải có chú tâm. Nhưng bây giờ hành giả nó cũng không tâm, nhưng tự nhiên nó bắt được âm thanh. Thấy cũng biết bao nhiêu âm thanh chúng ta bắt được hàng ngày. Giờ muốn âm thanh cũng bắt được. Như vậy, cái đó là cái gì? Sự thật đó là cái phong đó gọi là cái bằng âm thanh đó. Âm thanh nó qua có điều kiện của nó. Có cái phong đại mới dẫn được gió khoảng trống nè, gió nó dẫn âm thanh tai là như vậy. Thì có cái đặc tính của phong đại, nhưng không phải trong tiềm thức. Nếu mà trong lúc bây giờ thì cũng nghe bất cứ tiếng gì cũng nghe, đó là nguyên nhân nghe được. Đó có 3-4 cái đó là chứ không phải nghĩa là cái tiềm thức. Đây là nói chuyện bây giờ thôi. Nói chuyện bây giờ cái bây giờ mà quý vị nghe được âm thanh trong lúc bây giờ đó. Tiềm thức giống như một trong một giấc ngủ vậy đó, đã qua. Thầy ta dùng cái chữ tiềm thức ở tiếng Anh Pali gọi là Pavanka. Kêu Pavanka có người dịch là dịch là như thế nào? Hồ kiếp. Tôi khi dùng chữ hồ kiếp nè, cũng như ông Phạm Kim Khánh, tôi qua con dùng chữ hồ kiếp nè. Thì cái đó gọi là tiềm thức. Nếu mà quý vị nghe như vậy không phải là tiềm thức. Trong lúc mà âm thanh nghe
10 giây, 20 giây. Buồn ngủ đang nghe. Tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ. Con đã nghe thấy âm thanh của bác Tâm. Bây giờ tỉnh giấc rồi nghe, không phải là tiềm thức. Không. Nó đã ra khỏi tiềm thức rồi. Thay cái này gọi là hữu phần, con người là hữu phần. Tiềm thức gọi phần. Hữu phần chuyển động. Bắt đầu nó ra khỏi ngủ rồi. Hữu phần chuyển động. Rồi nó mới bắt được cái kêu ngũ môn hương tâm. Chuyển động rồi ngũ môn hương tâm. Thầy cái tâm này, năm cái tâm làm việc một được. Âm thanh tới. Thầy đúng lúc đó không biết làm thanh. Tâm nó xẹt qua mắt, qua tai, qua mũi. Cái đó là ở trong giấc ngủ. Vừa thức vậy kêu đồng chuyển động. Rồi bắt đầu nghe nghe không biết gì. Rồi thấy ô trai xài nó rớt đây, nói về cái lộ trình của tâm. Thì nếu mà quý vị tỉnh trong lúc mà không buồn ngủ, con báo hiệu sự tỉnh giấc, khởi cơn buồn ngủ rồi, và con đã nghe âm thanh. Như vậy cái này không phải là không dùng chỗ tiềm thức nha. Đã thức rồi, không phải tìm thức, lộ trình của tâm, lộ trình của tâm vậy đó, làm việc này, mời ra cho, âm thanh mà nó có mất một cái chiếc chuông, nếu quý vị hết lòng như nghe, bắt đầu từ bon rồi nó ngân đó nó xanh, bắt đầu ngân nó diệt, đây, lúc quý vị gõ một tiếng chuông nữa. Bắt đầu nghe, đầu tiên nghe nó việc vậy. Như vậy biết bao nhiêu lộ trình của tâm nó làm việc. Này, cái bằng nhảy thức nhảy thức. Này, chứ không phải tìm thức. Đó là vì đã thức giấc rồi. Cái ở trong, đây 20 giây cái này ở trong cái lộ trình của tâm rồi. Này, lộ trình của tâm. Thì cái này là ngũ môn ngân tâm, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm mới biết là bất đồng. Như vậy quý vị đã tiếp thọ rồi suy đạt, mới biết là suy đạt mới gọi là tiếng chuột. Còn tiến trình của tới, ôi tiếng chuột, ôi hay quá, hay là ô chuông này chuông thức tỉnh, bắt đầu cái lo trần của nó tốc hành tâm. Chuông thức tỉnh, đang ngồi thiền. Cái này là một cái tâm thiền. Tiếng chuông đây mà thức tỉnh ngồi thiền. Ôi tiếng chuông thật là sanh diệt. Đây là một trạng thái của tâm làm việc. Này. Nà. Và nếu chỉ nghe ngân rồi, chỉ là nghe suy đạt tâm không thể tốt, không thấy tốc hành tâm, thầy nó diệt cho đó. Vì vậy hành giả mới, chúng ta mới hành thiền đó. Nà. Tất cả tâm hoạt động hết. Nà. Thầy đôi khi không đi tới nó chết chỗ nào hay giữa mình không biết được. Này, cũng như nó chết ở ngũ môn hương tâm. Ngũ môn tâm nghe ngủ trở lại. Giờ đó nghe mới tỉnh nhắm mắt ngủ trở lại. Thì giờ đây chết ở nó tắt ở ngũ môn mất không mà mới vừa mơ mắt cái không biết thì rồi ngủ mạnh quá kêu ngủ rồi lại không đi tiếp thọ sanh suy đạt tâm này đó là lộ trình của tâm thầy không cái gì. Ok rồi cái kế nữa cô hành giả hết rồi hả? Vậy thì câu hỏi hết rồi theo cũng như thầy thay thế cho thời giáo lý thì cũng vậy sư nấy hướng dẫn thì mong rằng quý vị lãnh hội được cái câu hỏi này liên quan quý vị không có thầy đôi khi không kinh nghiệm rồi quý vị giật đó ôi tôi cứ hình như có cái cảm giác gì giống thì cũng trong câu hỏi chung này với một vị mọi việc các câu hỏi chung này với sự kinh nghiệm của sư Chú Quýt và thầy dạy thầy sư vừa đó mà sư giải thích nếu điểm nào mà vì hợp vì lấy hay là không hợp lại đọc vì bỏ qua này đó là cái sự giải thích thôi
đôi khi sư thêm, sư bớt, tùy theo sư kinh nghiệm được bao nhiêu. Và không phải là hoàn toàn lãnh hội hết cái câu hỏi của quý vị. Mơ Phật, vậy thì câu hỏi của quý vị hết rồi. Thì còn thời giờ, thời giờ là thời giờ gì đó? Bây giờ thì giờ cúng dường Đức Phật, cúng dường lễ tam hợp trong khóa thiền này có điều kiện tốt. Quý vị hiện diện tại Zoom thì mời quý vị ngồi thiền chung với nhau. Chung với nhau à, cái thiền này nó giúp cho quý vị trong lúc mà thiền này cái nghĩ là cả bây giờ tới thiền tiếp tục thiền cho đến khi kế đó là tới rải tâm từ. Bây giờ mời quý vị ở đâu quý vị cho đó quý vị thiền, nếu mà quý vị theo dõi chương trình của khóa thiền này. Ok, tới mấy giờ mới hết? Dạ, tới 8 rưỡi. Ok, dạ. Vậy thì còn chừng 15 phút nữa. Dạ, 15 phút nữa. Ngô Phật, mời quý vị. Ý nói là không dùng chữ thiền, dùng chữ định nha, giới định vệ, cũng như Đức Phật bằng tam học giới định vệ nha. Thì chỗ này gọi là sát na định á, định á, từ sát na biết bây giờ quý vị không nhập thiền được. Nếu mà quý vị nhập được thầy gọi là thiền vipassana na, thiền định và thiền vệ. Nếu tâm quý vị liên tục ở trong một đối tượng, thấy đối tượng, theo dõi đối tượng, không vọng tưởng chi phối, từ 10 giây, 20 giây, hay nửa phút, 1 phút, 1, 2 phút, vân vân, đó rất là tốt của quý vị, gọi là sát na định. Quý tập được như vậy rất là tốt trong đời sống của quý vị. Thì mời quý vị vào chân, chánh định. Và trong chia của chánh định có chánh tinh tấn và có chánh niệm đưa tới chánh định. Vậy một niệm, cái niềm tin, một niệm đó là không suy nghĩ, đó gọi là chánh định rồi đó, gọi là giới định cho đó đó. Trở về với hiện tại, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Vậy có pháp là hiện tại, về quan chân là đây. Pháp nơi đây gọi là danh pháp và sắc pháp. Rồi mời quý vị.
Ra tham mô mi ya ra na ti tu ya thi tham mô mi pya thi na ti tu
Maranathamo mi maranang anatito sampe me piye manapina napavo vinapavo kamma sangkom mi kamma dayado kamma yoni kamma pandu kamma padisarno yang kamang krisami kriya nang va pa pa kang va tasdaya do visamiti sampe sankara nicati yada panyaya pasati tanem pintate dukkhe e samanko visuddhaya sampe sankara dunkati yada panyaya pasati tanem pintate dukkhe e samanko visuddhaya sampe dhammanantati yada panyaya pasati tanem pintate dukkhe e samanko visuddhaya anicca vata sankhara uppadavaya dhammino upanchantva nirujanti te sangho upasamaho sukho anicca vata sankhara upadavaya dhammino upanchantva nirujanti te sangho upasamaho sukho anicca vata sankhara upadavaya dhammino upanchantva nirujanti te sangho upasamaho sukho yang va cung đến Phật Đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau quá tư nhân sâu mau tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn yang va cung đến thăm ma nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau quá tư nhân sâu màu tâm thân tư đại cõi sao điều tàn dân qua cùng đền tăng già nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau quá tư nhân sâu màu tâm thân tư đại cõi sao điều tàn khi tuệ quang chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay thoát cả ly phiền não đọa đài là thanh tịnh đạo ai à rải chớ quên thì tuệ quang chiếu tỏ tường các hành vốn dễ đau thương khổ nàng thoát cả ly phiền não chán nhằm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu khi tuệ quang chiếu tỏ tường
Ca ca pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ta, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Sa-thu lần hai hướng cầu các ân chư thiên, trong vòng tịnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tha xưa nay, dẫn nơi địa tân nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp vi tiền để cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn náu phương hành hạ xa, tỳ thu chẳng luận trẻ già, cao hòa trung hạ văn là mới tu, thiền nam tinh nữ công phu, đều là đi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn luân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh muôn loại thông thường, đoạn thai tóc hoa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, Phật tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh tăng cao, những quả lợi ích kết mẫu kiệt thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật rồi giao truyền. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Dạ, Phật thỉnh chư thiền đức tăng ni và quý Phật tử mình tụng kinh rải tâm từ sau thời pháp thoại. Ekayano ayam vikave mago satanam visutiya soka bari devanam samatika maya dukkha dumanasanam atangamaya nyaya sati gamaya nirvana sa sacikiriyaya yariram chataro sativatana katame chataro ithapi kave bhikkhu kaye kaya nubhasi viharati atavi sambhachano satima
Vinaya loke apicha romanasang vedana suvedana nubasi viharati atavi sambhajano satima vinaya loke apicha domanasang jete jetanubhasi viharati atavi sambhajano satima vinaya loke apicha domanasang Thammesu dhammanubhasi viharati atavi sambhajano satima vinaya loke apicca domanasa. Aham averomi abhyabhacchomi anigomi sukhiyatanam variharami mama mata vitu Acariyaca, nyati metaca, sapamacarinoca, averantu, abhyavacantu, aniga. Sukhiyatanam variharantu imasamin arame sabbe yogino averantu abhyavacantu aniga Sukhiyatanam variharantu imasamin arame sabbe bhikkhu samane raja upasaka upasika yoja averantu abhyavacantu anigantu sukhiyatanam variharantu ammakam arakka jai Averantu abhyavacantu anigantu sukhiyatanam variharantu ammakam arakkha devata Ima samin viare, ima samin navase, ima samin arame, arakka devata, averandu, abhyavacandu. Aniga andu sukhiya
ta nang ba ri a ran tu sa be sa ta sa be ba na sa be bo ta sa be bo ga la sa be atta bhava variya bhana sa ba iti yo sa be bhurisa sa be ariya sa be anariya sa be deva sabbe manusa sabbe vinibhatika averandu abhyavachandu anigandu sukhiyatana Pariyarandu Dukamuchandu Yatalata Sambhatito Mavigachandu Kamasaka Uratimaya Nisaya Pachimaya Risaya Uttaraya Risaya Dakshinaya Risaya Uratimaya Anurisaya Pachimaya Anurisaya Uttaraya Anurisaya Dakshinaya Anurisaya Hetimaya Nisaya Uparimaya Nisaya Sabbe Satta Sabbe bana sabbe bhuta sabbe pogala sabbe atta bhava bhariya bana sabba ittiyo sabbe purisa Sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manusa, sabbe vinibhatika, averandu. Amyavachandu Anigandu Sukhiyatana Variharandu Dukamuchandu Yathalata Sambhatito Māvīgā chāndu kāmā sākā Uttāṁ yāvā bhāvā gācā Ādhō yāvā vichitō Sāmāndā chakā vālesu Yesa ta bata vichara Abhya vacha nivera cha Nidoka cha nubanava
Ưa tăng gia va bà va ga cha a tu gia va vi chi tu sa man ta cha ca va le su ye sa ta u ra ke cha ra a bya ma cha ni ve ra cha ni du ka cha nu va da va u tang ya va ba va ga cha a do ya va vi chi to samanda cakavalesu ye sata kase cara abhya vacca nivera ca nidukha ca nubadava imaya tamanu tamma vati vatiya bhutang bhujemi imaya tamanu tamma vati vatiya tamang bhujemi imaya tamanu tamma vati vatiya sangang bhujemi imaya tamanu tamma vati vatiya mata pitaro bhujemi imaya tamanu tamma vati vatiya acharye bhujemi atai maya vati varaya charamaranam parimocchisami idam me punyam asavakaya vaham hotu idam me silam megha phala jnanasa bhacchayo hotu imam punya bhagam sabba satanam dema sabbe sata sukhitandu sadhu 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 chư thiên ở trên không địa cầu tương rõ tâm mọi điều lòng vương càng lực có nhiều đồng xin hoan nghỉ phước điều chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi các quật thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bên lâu chúng tôi vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tri ân Ngài đã ban cho chúng con một bài pháp để mà học thêm về những cái cách thức thực tập. Khi mà chúng ta tụng kinh tâm từ, xin tất cả mọi người chúng ta hướng tâm, chúng ta có đối tượng là Ngài, là đối tượng trong từ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta tụng tâm từ, chúng ta cầu mong Ngài luôn được nhiều sức khỏe và vui. Dạ, thì bây giờ chương trình thì ở những nơi thì nghỉ ngơi, có những nơi thì đi kinh hành. Dạ, chúng ta tiếp tục thì cũng xin báo thông báo là hiện bây giờ Việt Nam thì có sư Pháp Hảo có cái khóa thiền bữa nay là hoàn mãn, khóa thiền bế mạc. Cho nên nếu quý Phật tử có thời gian thì quý Phật tử có thể vào để tham gia. Bắt đầu đầu là cũng là 6 giờ Cali, tức là cũng bắt đầu bây giờ đấy. À, dạ, thì có cái tầng sóng ghi thì mời quý Phật tử vào nếu mà quý Phật tử có thời gian. Còn ngoài ra nếu không thì có thể tiếp tục theo những chương trình học ở đây. Dạ, thì bây giờ là tới chương trình để mà thông dịch qua tiếng Anh, thì mời sư cô Thiên Tuệ giúp thông dịch dùm. Now we will have the translation of the Dhamma talk. We invite Sayyade Amara Mehdi to help translate. Thank you. Thank you, Sue. Can you guys? Hello? Yeah, we can hear you. We can hear you. Hello, everyone. Today, May 30th, I will start the translation for the session. I hope the audio is. We can hear you. Okay, so the first questions, there are two parts. The first part, the yogi asks about, is that okay for the yogi to contemplate on the 32 parts of the body before when meditating? So Sayadawji, which is the teacher, I will call him Sayadawji, his answer was, it is okay to practice concentrations on the 32 parts of the body before starting Vipassana meditations. However, practicing concentrations of the 32 parts is not Vipassana meditation, it is Samatha meditation. So therefore, it's not including in the teachings of Mahasi Sayadaw, which is the rising swelling of the abdomen. So if the yogi wants, the yogi can set aside a couple of minutes before practicing inside meditation, which is Vipassana meditation, to practice 32 parts, to contemplate on the 32 parts of the body. Beside the 32 parts of the body, there's also other concentrations or samatha meditation the yogi can practice to gain your concentration before starting vipassana meditations. So before the 32 parts of the body, the yogi can also contemplating Buddha Anusati, which is contemplating the virtues of the Buddha. The yogi can also contemplating death, that the urgency of death, that we are dying every moment, and now we all, you know, dying completely, end of this life very soon. So beside the 32 parts of the body, Buddha Anusati, which is contemplating the virtue of the Buddha and contemplating the urgency of death, those are, all three of them are concentrations, meditations, or samatha meditation. So the yogi can practice that before practicing inside meditation. It's not inside meditation because these practice only can help you strengthen your concentration, not your inside knowledge, which is only can arrive with Vipassana meditation. So if the yogi wants to do that, the yogi can, but only a couple of minutes, maybe 5 minutes or so, practicing these samatha concentrations. And after that, you would go back to Vipassana meditations by practicing the contemplating of the risings and falling of the abdomen. And the second part of the question was, during meditations, the yogi feel pain and the yogi want to know how to increase patience.
so that they can endure pain more patiently and do. So the answer Sayuriji gave was it was very difficult for a yogi to feel pain during meditations. And what we can think of, which is, you know, we use our wise intentions to think that this is the practice we practice in order to offer for the Buddha, to the Dhamma and the Sangha during this Vesak holiday, the day, you know. So our practice is a noble practice in order for us to offer our practice for the Buddha. So when the pains arise, we can think that, okay, we have to practice, we have to be patient, we have to endure this pain so that we can offer our practice to the Buddha. And Sayuriji mentions that we can offer other material things for the triple, which is the four requisites, are not considered noble offerings. The noblest offerings is the noble offerings of your practice of the pure mind. And the pure mind is only called samadhi, which is right. So why practicing meditations, a yogi in experiencing pain? At first, pain is, these pain, Sayuriji say that is not a real pain. Instead of the pain, I'm sorry, I got kicked out of Zoom, so I will repeat what I just say. So during meditation, especially Vipassana meditations, the yogi experiencing pain. And Sayuriji mentioned that these are not the real pain or the real suffering. The real suffering the Buddha mentions is birth, rebirth, aging, sickness, and death. These are the unbearable pains or suffering. However, this pain that we are experiencing during Vipassana meditations is the pain due to the changing of conditional phenomena, conditional things. Our body is made of the five aggregates or the five sankhara, which is Vedana, bodies, minds, sanya, thinking, mental combinations, and the mind. So in order for us to experience the pain with inside, we have to see this pain is because the changings of these conditional things. So therefore, this pain comes to arise. And because of these changing like this, this is bring about sufferings and sufferings, dukkha, and unsatisfactory. And then because there's nothing we can do about it, we can only pay attention to it, observe it, but either it's go away or the pain increasing or decreasing. There's nothing we can do about it. It will show us the non-self. So basically through this pain, and if we are patient enough and we be able to understand this pain, we will be able to see the three characteristics of the Dhamma, which is impermanent, anicca, dukkha, suffering, and anatta, non-selves. So, but these insights can only arise through Vipassana meditation, through the pain that we be able to see and understand it. You can show us the pants with trains. So when we are able to be patient with this pain, with the faith that whatever happened, this is the practice that I want to offer to the Buddha. And with this faith, it will give us strength for us to be able to endure and be patient and be able to understand this pain. It's very normal and it is natural for the mind to be reluctant to experience suffering. No sentient beings want to experience pain, but remember, this is not the so-called actual pain. This is only the pain that can lead to insight, so that people, yogi can see that this pain is because of the changing, the unstopped changings of the conditional phenomena that make up this body. And because through this pain, the yogi will be able to see the bodies and the mind as separated. And this may be the pain in the body, but the mind will be able to
withstand and be able to see this pain. So it's just only the pain of the body, but not the pains of the mind. And so Sayadaw also mentioned that along with the practice, we also observing sila, and observing sila is also a way to offer our observing sila, our morality to the Buddha. And in order for us to sometimes when the yogi have pains and is not be able to endures or observing these pain, the yogi can go back to the risings and falling. The breathing, because sometimes is when it's very painful and the mind is very restless, it's very difficult for the yogi to endure, observe the pain. So there will not be any concentrations, and because there is no concentration, the mind is very restless. So therefore, in order to establish concentrations again, the yogi could, the beginning yogi could be able to pay attention to the breathing, the in-breath and the out-breath. And through the breathing and the in-breath and out-breath, the mind would slowly be calmer and slowly would gain concentrations. And then the yogi would be able to see the phenomenon. This breathing is also changing. This breathing ins and disappearing and breathing out is also disappearing. Just like the feeling of the pains also comes and the pains is also go away. And this pain is nothing but just vedana, a feeling. So these feeling is also one of the five aggregate that make up this body. So this feelings is also one of the conditional phenomena, which is risings and falling away, so coming and disappearing, just like when the yogi observing the in-breath and out-breath. And because of that, the yogi would be able to kind of let go and of this pain. And Sayaji also mentions why observing the pain, most of the yogi fall into two categories, or there's two common thoughts that arise. The first one is the yogis want this pain to go away. There is a desire for this pain to go away. So when this desire for this pain to go away is one kind of a very subtle anger, that wanting this pain to go away. So at that time, the mind is not calm anymore, and the mind is actually arrogated and wanted the pain to go away. And the other's desire, that is like, oh, I will endure the pains until death, or it's just I will. Even if I die, I would just also endure the pain. This is also another attitude towards the pain that was negative. It's also another kind of anger towards this pain. So because of these two desires that normally arise when the yogi experiencing pain, the mind is not tranquil. The mind is not calm. And this the mind is actually attached to this feeling, to this vedana. And the mind cannot see feeling just as feeling. It's nothing to be attached. And feeling will come and go. So because of that, the mind cannot have any concentration. And this mind will start wondering. So in order to do that, the yogi should again try to establish concentrations by establishing momentary concentration. If the yogi cannot pay attention to the rising falling, then go back to the rising, out breath and in breath. And then when the wandering mind is subside, and the yogi would be able to see that this pain feeling is also comes and goes, just like the in breath and out breath. Then this vedana, this feelings is also anicca, which is impermanent, is also unsatisfactory, a dukkha, and is also anatta, which is the three characteristics. So when these kind of insights arrive through, and this insight can only arrive through concentration or momentary concentration, while observing this pain, we give yogi strength. So again, this is not the real pain, but this is the pain that yogi have to experience in order to understand or in order to see the three characteristics of the conditional things that our body experience during inside meditation, which is anicca,
impermanent, dukkha, suffering, and anatta, non-self. That was the first question. And the second question, it was not very clear for me what the question was, but basically, from what I understood was, there was the yogi that practicing vipassana during this retreat, and the yogis have very good mindfulness and effort. So the yogi will be able to bring that effort and mindfulness to her experience or his experience when going to bed. And the moment the yogi was going to bed, the yogi experienced the phenomenon was the mind feel like it was separated from the body, and the mind would be able to see the body lying on the bed and touching the bed for a very short moment. And after that, the yogi see that there's a bodies and there's a mind and there's like together. And the yogi asked Sayaji, what was that experience? So based on the question, Sayaji's answer was the knowledge when the yogi was able to see the mind seeing the body lying down, and the mind and body was separated, and the mind was acknowledging or knowing that was happening to the body, lying down and touching the bed, was one kind of knowledge of the vipassana knowledge or not vipassana insights. And that is the knowledge of actually recognizing which is rupa, material, and nama, which is the mind. So that's why the knowledge of rupa, nama rupa, where the yogi can see the separations or the see there's two different things, which is the mind and the body within our body, within our entity. And then so Sayaji can continue to explain that when yogi say that even when was sleeping or falling asleep, the yogi was to be able to hear outside sounds or be able to be aware of the outside environment. So that is because of the yogi have continuous sati, which is mindfulness and awareness. So that's why the yogi will be able to experience that. And Sayurishi said it was a good experience, and the yogi should keep up with his or her meditations. The third question, it was not very clear either. So basically, there was the yogi that learned with Sayuraji 20 years ago. And 20 years ago, that yogi still remember Sayuraji taught that yogi during the noting the risings and falling of the abdomen. There's also touching or sitting. And the yogi got a little confused, or that's what my understanding of the questions, like why Sayaji taught such a technique. So Sayaji's answer was at the beginning, when the yogi practicing vipassana meditation with Sayaji's method or Mahasi Sayaji method of observing the risings and falling of the abdomen, sometimes some yogis have a very long breathing in or a long breathing out. So when you breathe in, your abdomen was starting to expand, and you would label rising. But however, by the ends of the labeling, because of your breath was still very long, there would be some gap between the rising and the end of it until the start falling of the abdomen. So between this gap, even though it's a very short moment for the body to do so, but the mind is very quick. So therefore, between this gap, thoughts can actually arise. And because of that, Sayaji add on touchings or sitting so that the yogi would be able to keep the mind on the present moment of the object so that thought cannot arise within this gap. So that was his explanation. So some yogi, when the breathing in or out, so the labeling of risings and falling of the abdomen was too long, and it was not, it's not going according with the labelings, and there's a gap between that, then the yogi would start adding on touching as another object or of the meditation, of vipassana.
some meditations or sitting posture of that yogi. And then if even though observing when you're sitting, of course you either notice that your knees are touching the grounds or your butts are touching the grounds, and then you notice that touchings like that, being aware of it, your mind still stay at the present moment. So that's why Sayurichi say it's just a technique that to help the yogi to stay in the present moment so the mind would not be wandering around and still stay focused and mindful and aware of the present objects of risings, falling, touching, sittings, and things like that. So it's simply just a technique, depends on each yogi, depends on each practice that Sayurichi would instruct. And the fourth question was, it was very not clear, the question. So I would do my best. What I was understanding was the yogi, while waking up, describe an experience when the yogi would hear some sounds while waking up, and then have a question, was that a consciousness or something that experiencing or knowing that sounds or be aware of that sound? That what I got from that question. And so basically Sayurichi give a very brief explanations of the hearing consciousness series, the cognitive series of hearing. So according to Abhidhamma, and I will do my best to explain with Balis and English. So in order for rising consciousness to arise, they need four conditions. First of all, there will be sound. Secondly, space, because through space, the way would bring the sound to the ear base. Be pay attention. A person or anything, a sentient being, have to pay attention for you to hear the sound. And the fourth one would be the ear base. So only when the sound struck the ear base and there's a tension there, all the condition was met. Therefore, hearing consciousness arise. So that was the four conditions for hearing consciousness arise. So basically, Sayurichi's answer to the questions was, it was not the subconscious, because according to Abhidhamma, subconsciousness, or what's called Bhavangas in Pali, is life continuum. And that is not, it's a passive state, it's a state of sleep. So therefore, it cannot be either of a subconsciousness. It actually have to be an active state of being alert, awake and aware. So it's actually not a subconscious like the yogi would think. And Sayurichi explained that based on the series of consciousness, hearing consciousness. So basically, there would be three bhavanga, which is the passive days, where Sayurichi was saying is past bhavanga, which is a life continuum, vibrating bhavanga, which is actually the sound is starting to vibrate within outside the environment, and cutting bhavanga, which is when the sounds and the mind would be able to disturb or disrupt the passive stage of sleeping, of passive mind, so that is actually bringing into the waking. And then and then when the sound and the sounds and the hearings, when hearing consciousness start to arrive, touching the ear base, and it's like Banja Dwara Vachana, which is the stage where the touching, the contacts happen between the sounds and the ear base. And then it was hearing consciousness arrive. And then after hearing consciousness arrive, would be receiving consciousness, which is receiving that sound. The mind would start receiving that sound, which is Sambatijana in Abhidhamma. And after that receiving consciousness, then would be Santirana, which is investigating consciousness. Now the mind is investigating that sound. What kind of sounds is that? And then the last one would be Vottabhana, which is determining consciousness. So basically, Sayurichi just gave a very brief explanations of the hearing process beyond the Abhidhamma point of view, so that the yogi would understand that there was not the subconscious that the yogi thought that would be able to recognize or having these recognitions of the sound, but actually this is a lot of process. And the basic one is the hearing process, where the yogi would be able to be active, aware of the sounds that come in, while stay awake. Okay, so that was the last question. And then after that, Sarah G's mentions that
it's time to meditate. And then when we meditate during the time with Sayadawji, most of the time it's very hard for beginning yogis or even experienced yogi to be able to start Vipassana meditations right away, because Vipassana meditation is a momentary concentration where you'll be able to put your mind, being very aware, being mindful of the objects, and be able to see the rising swelling of the, you know, the abdomen or whatever. So basically what we do here when we practice with Sayadawji during like 15 or 20 minutes, a short of time, that we do is we are practicing some of that, trying to develop some kind of concentrations, or basically momentary concentrations. And then this momentary concentration is called samadhi, which is the right concentrations. And the right concentrations is one of the have three factors, which is samavirya, which is the right effort, samadhi, right concentration, and samasati, which is right mindfulness. And these are the three factors of the Eightfold Noble Path. So when we practice like this, when we be able to develop right concentration, we are practicing the we stay on the Eightfold Noble Path, we're practicing the path of the Buddha, and then we use this practice to offer to the Buddha. And this is one of the noblest practice offering that we can give. And to conclude the Dharma talk, Sayadawji said that, you know, sometimes when he reads the questions, sometimes, you know, it's hard for him to understand completely what the yogi want to ask of him. And he do his best trying to answer and to explain to the best of his ability, to the best of his knowledge based on his wisdoms and insights of practice. However, if he might not be able to, you know, sometimes he would cut out some things or add on something, or not be able to convey the entire or answer the entire questions, please forgive him. And on that note, I also want to conclude my translations. Same like Sayadawji, I do my best. And if I have things or the knowledge I'm trying to translate is missing or lacking in any way, please forgive me. And thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sayadawji. Yes, thank you. Bye.